Chào anh em, hôm nay tôi sẽ review cho anh em những cái bộ tua vít đình đám nhất, đó chính là bộ tua vít của PB Street Tool. Thì đây vẫn là bộ nguyên đai nguyên kiện mà tôi sẽ review cho anh em từng bộ một nhé. Đầu tiên đó là bộ PB 8242 RB. Đây là một mẫu sản phẩm mà bộ Tonovit và có màu mọi người ạ. Đó, made in Switzerland. Tôi sẽ cắt luôn để mọi người có thể nhìn thấy. Với cái bộ PB8242 này thì nó là một bộ Tonovit 4 cạnh luôn. Nó chỉ có size 4 cạnh và không có size 2 cạnh. Phía trong nó là có một cái giá đỡ. Cái giá này thì anh em có thể treo bắn vào đây này, bắn đây. Để treo vào giá hàng này hoặc là treo vào tường. Thì cái giá bằng nhựa trên này nó cũng có PB Street Tool luôn. Trong này thì gồm có 4 cái tono vít. À mọi người. Hai con vít này để mọi người bắt luôn vào đây. Đây còn nếu mà mất thì cũng không sao, là mọi người có thể tìm ngoài thị trường được. Cái này không nói nhiều. Đây mọi người, nó gồm 4 con tua vít này, có nghĩa là cái bộ PB8242 này ấy, nó sẽ gồm là 4 cái tua vít 4 cạnh. Thứ nhất đó chính là màu xanh này, thì chưa biết là đây là xanh gì nữa. Đây là xanh lá cây, thì đây cứ gọi là xanh nước biển đi mọi người nhá. Xanh da trời, chính xác là như vậy. Đôi lúc là nhiều màu quá chưa biết. Mã của nó là PB8190 và cỡ PH0, chiều dài 60. Màu của nó tiếng Anh là LG đấy. PH0 mọi người. Đây, PH0. Series của nó, trên thân của nó thì đều có cái series là series để bảo hành sản phẩm. Mọi người nhá. Đây, series này. Với cái này ấy thì cán của nó là được dạng bằng ego, tuy nó bé do vậy là cái cán này nó cũng bé theo này và nó cũng rất là mềm. Và mọi người để ý thấy có chữ là Swissmade. Đó, Swissmade. Cái này là PH0 này, còn một cái nữa đây chính là màu IG. IG thôi. Tôi cứ cho là màu xanh lá cây đi mọi người nhá. Hoặc là xanh đậm đấy. Mã của nó cũng là PB8190-1-80IG. Cái này thì 80, cái này là 60 này. Và cái này là 80, là 80mm là phần làm việc này nha, mọi người lưu ý ạ. Và cái này là PH1. Đây. PH1. Series của nó là 29978, thế còn cái này là gì? 299 à 28870. Mỗi một sản phẩm đều có một series khác nhau. Cùng một cái này series nó cũng không phải là giống nhau mọi người nha. Cái tiếp theo là PH2, đây là màu all green, là PB8190-2-100. Đó. Cái này sẽ là PH2 và là phi 6. Series của nó là 2929248. Mọi người nếu mà anh em nào đã dùng PB Street Tool rồi, cái đầu vít Street Tool rồi thì đây, những cái tô vít này đây là những cái tô vít top đầu của trong các cái dòng đầu vít, gọi là đầu vít thượng hạng ấy. Street Tool này là cao cấp nhất thế giới. Với cái đầu này thì nó dài 100 và cả cán của nó thì thêm khoảng 110 nữa mọi người ạ, thì nó khoảng 210-220mm. Cán này bắt đầu nó to dần. Ego. Và một cái mẫu tiếp theo đó chính là PH3. PH3 này thì dành chủ yếu cho anh em làm điện, làm điện hoặc những cái con ốc trong các cái tủ điện, bảng điện thì là PH3 này là nhiều này. Anh em sửa chữa thông thường, sửa chữa lớn mới có, sửa chữa nhỏ thì gần như không có. Còn này là màu blue. PB8190-3-150 là cái cán này 150 này. Đó, nó dài, cái này là hơn 100 nữa. Thế có nghĩa là khoảng 230 mấy đấy, 230 gì đó. Đây, granite. Swissmade. Tất cả những sản phẩm của PB Street Tool 100% là Swissmade mọi người. Do vậy anh em có thể mua một cái bộ này về và treo lên bức tường. Thứ nhất là để nó cũng rất là đẹp.
Nếu mà anh em là sưu tầm, cái thứ hai là để sửa chữa thì là rất chuyên nghiệp. Tại vì sao? Vì sau này anh em nó có màu rồi, do vậy là khi làm việc nhiều sản phẩm ấy, anh em có thể quen rồi, quen mắt rồi thì có thể nhìn thấy luôn, là nhìn vào màu để phân biệt được lấy cái pH 1 hay pH 2, ví dụ như thế này chẳng hạn, không nhìn thấy. Ví dụ như này thì anh em cũng có thể nhìn thấy được là lấy cái nào ra, pH 1 hay pH 2 đều ok. Nhìn thấy góc quay. Đó. Và anh em có thể về bắn vào tường luôn. Bắn vào tường treo như thế này. Nó sẽ luôn luôn như thế này. Không thì đặt xuống bàn như này được. Thế đây chưa có cái gì gá, bản thân nó ở trạng thái đứng, thế còn trạng thái nằm thì nó sẽ như thế này. Thì đây là một bộ tô vít 4 cạnh. Giá của nó gồm 4 chiếc này. Giá của nó là đây mọi người. 1.490.000 mọi người nha. Để sở hữu được một cái này là 1.490.000 một cái bộ tô vít này, mọi người thấy thế nào? Xin lỗi là tôi phải lại phải đeo cái găng tay vào, không là nó sẽ bị hoen gỉ mọi người ạ. Cầm đồ nó không chuyên nghiệp. Không biết anh em trong Nam thế nào, nhưng mà ngoài Bắc thì vừa rồi qua một lần không khí lạnh, bây giờ bắt đầu nó lại nóng lên rồi. Thế do vậy là tay mà có chút một chút mồ hôi nào đó nó sẽ làm cho cái này sẽ bị hoen gỉ. Còn bên kia thì họ là nó không phải nhiệt đới như kiểu như mình, do vậy là cái không khí độ ẩm của nó thấp, nó không cao như mình, do vậy cái đồ này nó họ không cần bảo dưỡng, họ không gì. Thế nhưng mà khi về đến Việt Nam rồi, khu vực châu Á thì đều phải bảo dưỡng. À, tôi nói lại cái này, cái mã này là đây, PB này 8242RB, made in Switzerland. Giá của nó là 1.490.000 đồng một cái bộ này. Và anh em có thể sắm cho mình hai bộ màu với một cái mã nữa, đó chính là PB8640 made in Switzerland. Tôi lại cắt tiếp ra để anh em có thể nhìn thấy, thì bộ này nó lại là bộ hai cạnh. Với cái mẫu này thì vẫn là mẫu màu có chữ RB. Oh, xin lỗi, sorry, đây là cái bộ 8515 8242. Quá. 8242. Anh em đợi tôi một chút để tôi xem là cái bộ hai cạnh nó đâu. Sorry mọi người, là cái bộ hai cạnh là nó chưa về, có nghĩa là đã đặt trên hệ thống rồi nhưng mà một lý do nào đó mà hàng nó lại chưa về. Thế do vậy là lần tới tôi sẽ review cho anh em một cái bộ hai bốn cạnh đây rồi, và hai cạnh là không màu. Thì với cái bốn cạnh này thì anh em có thể, nếu anh em nào cần thì hãy liên hệ với số Zalo ở trên để có cái bộ hai cạnh mọi người nhá. Hai cạnh thì nó cũng gồm có bốn cái như này thôi. Nó gồm có, nó cũng tương đương với pH 0, pH 1, pH 2 và pH 3. Đại loại sẽ là như vậy. Còn anh em nào cần thì hãy comment ở phía Zalo thì tôi sẽ hỗ trợ, hoặc là phần lụa, em Mai sẽ hỗ trợ cho mọi người nhé. Một cái bộ nữa đó chính là bộ tô vít điện tử mọi người ạ, sửa chữa điện tử và của PB Sweet Tool. Mã của nó ấy là PB8640. PB8640 made in Switzerland. Cái này thì nó cũng bao gồm cả cái giá đỡ luôn. Cái giá đỡ này thì thực sự là chuyên nghiệp, là để trên bàn này mọi người ạ, để như thế này. Đó, để như này. Thế thì vào tôi sẽ xếp nó lên này. Tôi cứ xếp hai cạnh trước, xong rồi tôi xoay nó ra thì tôi sẽ review cho anh em nó gồm những cỡ nào. Bản thân thì cái này nó toàn bằng cỡ điện tử thôi, các cái đồ chuyên dụng nó điện tử thôi, chứ nó không có cái gì gọi là phức tạp cả. Đây là một cái bộ tono vít mà gồm nó là tono vít hai cạnh luôn mọi người ạ, xíu bé xíu. Đây tôi làm cái dài tiếp, trải trước cho anh em.
nguyên hai cạnh mọi người nha. Sướng chưa? Nguyên hai cạnh nhỏ xíu. Đây mọi người ơi. 8640 nó gồm có 6 chi tiết và để trên cái giá đỡ như thế này. Đó. Nó gồm có cỡ nào? Cỡ nhỏ nhất là cỡ 1.2 x 40, có nghĩa là cái cỡ đầu này là 1.2 mm này. Cái thứ hai là 1.5, cái thứ ba là 1.8, cái thứ tư ấy là 2.0. 2.0. Cái thứ 5 nhìn cái 2.0 thì bé nhỏ à không ạ. Cái thứ 5 là 2.5 và cái thứ 6 là 3.0. Thì đây là bộ tôn vít hai cạnh điện tử mà của PGSU nó dành riêng cho anh em nào làm máy tính hoặc là sửa chữa đồng hồ hoặc là sửa chữa những cái con vít nhỏ thì đây rất là hay. Với cái hai cạnh này nó có đặc tính là nó sẽ sử dụng. Ví dụ như con nhỏ chẳng hạn ấy, ngoài bốn cạnh là chuyên nghiệp rồi nhưng mà ví dụ như là không có hai cạnh, ít sử dụng hai cạnh thì sẽ bốn cạnh sẽ sử dụng bộ này. Ngoài ra thì cái option này nó có một cái bộ nữa là cả hai cạnh và bốn cạnh. Thế còn nếu mà anh em mua cái bộ này rồi mà hay dùng hai cạnh mà nếu mà có bốn cạnh thì cái hai cạnh này đôi lúc cũng vẫn có thể sử dụng được. Là mình đưa vào cái hai cạnh đó mình có thể vặn được, không sao cả. Vì với PVC tool này thì đầu của nó cứng vững và rất là chắc. Với cái đầu nhỏ như này thôi nhưng mà độ chính xác của con đai ốc và độ chính xác của cái PB này là ok nhất thì sẽ dùng là rất ok mọi người ạ. Vì PB Situ nó làm với cái độ chính xác cao và gần như là dành cho những cái loại này, nó là chủ yếu này dành cho thiết bị an ninh nữa cơ. Vậy thì một cái bộ Tonovit hai cạnh như này rất hay như này thì nó sẽ có giá là 1.210.000 đồng mọi người ạ. Đây. PB8640 1.210.000. Anh em có thể ngồi để bàn như này uống cà phê cũng được, rất đẹp. Này anh em nhìn thấy không? Đó. Tuyệt vời chưa? Xong ra dùng cái gì lấy ra. Anh em phải lưu ý rằng khi có cái bộ này thì tôi nghĩ rằng nó dùng rất là bền và lâu, đó là điều chắc chắn rồi. Vì PB Sweet Tool không phải là một đối thủ gờm được. Thế còn nếu mà cái quá trình mà mọi người lấy nhỏ quá thì đây tôi sẽ review thêm một cái này. Nếu mà cái này mà nhỏ mà khó lấy vít ra ấy thì tất cả đối với Tonovit nói chung và đối với hàng châu Âu nói riêng thì với Tonovit ấy, gần như không có hãng nào chuyên nghiệp làm cái tô vít này có từ mọi người nhé, không có từ tính luôn. Các cái tô vít này là không có từ tính. Vì sao lại không có từ tính? Vì đặt trường hợp nếu cái tô vít này có từ tính thì khi anh em làm việc ở trong môi trường mà có nhiều mạt bụi thì để này nó sẽ hút hết vào. Nó sẽ hút hết vào. Đó. Nó sẽ hút hết vào thì khi mình vặn mình sẽ bị trượt. Nhưng mà đối với Tây thì nó lại không làm như vậy. Mà nó sẽ làm là có một cái viên riêng biệt như thế này để mọi người có thể nhìn thấy. Đây chính là cái bộ, cái để tạo từ và khử từ của PB Sweet Tool. Mã của nó là PB-50, cũng Sweet Mate mọi người nhìn này. Thì cái này có khả năng là tạo từ và khử từ. Cái con vít vừa rồi đây tôi sẽ tạo để cho anh em có thể nhìn thấy nó đa năng như nào. Đây bình thường con vít này nó sẽ như thế này và tất nhiên là hút nó sẽ không lên. Nó sẽ không lên đúng không mọi người? Không lên đâu. Thì nó có hai chiều, một chiều là tạo và một chiều là khử. Ví dụ tạo là như thế này. Như thế này thôi nhưng mình không phải xoay như này đâu, tại vì là đường sức của cái từ nó luôn luôn là như thế này, chạy vòng quanh. Thế do vậy chỉ cần đặt như này là phía trên này nó cũng đã có từ rồi chứ không phải là cầm, anh em không phải cầm xoay này làm gì đâu nhá, nó không có tác dụng gì cả, mà để như này là ok rồi. Đó, và bỏ ra thì đây nó sẽ có từ tính luôn. Mọi người thấy không? Đây. Nó sẽ có từ tính luôn. Và tất nhiên là nó sẽ một thời gian sau thì nó sẽ bị mất đi. Bản thân cái này không mất vì cái này làm nó bằng nam châm vĩnh cửu, nó sẽ không mất mọi người nha. Đây. Thì có cái này thì từ nó sẽ yếu dần vì bản thân nó không phải nam châm, do vậy nó sẽ yếu dần thôi. Nhưng mà tất nhiên là yếu trong vòng vài ngày chứ không phải yếu ngay. Đó. Thế muốn khử từ đi thì mọi người có thể đặt ngang như này luôn.
đưa lên này xuống này để khử nó đi này, khử khử thì nó gần đến hết thôi, đây đó, nó hết ngay, mọi người thấy chưa, đó tạo này, đặt lên cái này hút được ngay này. Thế do vậy là ở châu Âu nó sẽ làm bằng cái này, bản thân nó là nam châm vĩnh cửu thôi, đây là cộng và đây là trừ. Thì với cái con vít nhỏ này cũng vậy, mọi người chỉ cần đặt vào như thế này, tôi không biết nó sẽ hút được cái to lên hay không, nhưng tôi cứ thử này. Đây, nó hút được lên ngay mọi người, cho dù nó bé nó cũng hút được lên ngay. Đó. Nó vẫn hút được, khử nó đi này. Khử hết này. Lực hút rất là yếu mọi người. Đấy. Hết ngay mọi người nhá. Đó. Thì đây cái này là do PV Suite Tool làm. Một cái này cũng nó cũng làm đến tinh túy như này mọi người ạ, rất là xịn sò vì nó được bọc ở phía ngoài bằng một cái lớp nhựa cứng, như vậy chúng ta có thể rơi vỡ không việc gì và có thể gài trong cái túi rất là nhỏ gọn. Với cái này thì nó chỉ rất đơn giản thôi, nó chỉ có giá 240.000 thôi mọi người. Thì đây mới là chuyện chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp chính là ở cái này, chính là anh Tây này mọi người ạ. Đó. Anh em có thể mua thêm một cái này, kể cả những cái con đầu vít PV Suite Tool hoặc đầu vít Guiha thì mọi người có thể mua cái khử từ và tạo từ này 240.000 đồng một cái. Đây, nó bao nhiêu cái. Đến cái nam châm vĩnh cửu thôi nhưng mà vẫn phải suýt mết mọi người ạ. Đó, anh em nào dùng tô vít nhiều hoặc đồ vít nhiều thì dùng cái này là rất ok, là rất chuyên dụng luôn đấy. Lần này nói tôi mới cho về để cho mọi người review cho anh em lưu ý, cho anh em có thể hỏi vì sao, vì anh em nhiều anh em là những cái hãng nó kém ấy, nó sẽ làm cái từ luôn ở đây. Thực ra khi nó làm từ đây thì cái đầu vít này tự nhiên nó sẽ mềm đi và cái độ dẻo của nó sẽ gần như không có nữa, nó ít đi, nó giảm đi. Thế do vậy là chỉ có hàng một số hàng nó gọi là nó làm thôi, và Đài Loan hoặc Trung Quốc thì nó làm, còn gần như châu Âu không bao giờ làm. Guiha, Suitun, Guera, Enora thì đều không làm, đều không làm như vậy mọi người nhá. Đó mọi người lưu ý. Thế do vậy là anh em chuyên nghiệp thì mua thêm cái này, cái tạo từ và khử từ này. Và một cái mẫu cuối cùng đó chính là một cái đột anh em làm cơ khí đâu hết. Nếu hỏi cái đột tâm tốt nhất ở ở sản phẩm nào thì đột tâm tốt nhất ở hàng Đức. Nhưng có những cái hàng vượt bậc hàng Đức đó chính là hàng của Thụy Sĩ, thì đây chính là cái đầu đột tâm của PB Suitun, mọi người nhìn thấy. Mã của nó là PB705. Thì tôi đã chọn cái trừ 2 là cái thông dụng nhất rồi, đây PB. Có series luôn. Thì cái này ấy, nó có cái mã này thì nó vẫn là loại được tạo ở cái đầu này cho nó cứng thôi chứ chưa phải là mạ hợp kim. Với PB Suitun nó có hai loại, một là cái loại này là đây nó được làm cứng bằng vật liệu cứng. Loại thứ hai là được phủ một cái lớp kim cương nhân tạo ở đây để đóng xuống cho nó bền nhất, thì cái đấy nó sẽ mắc tiền hơn. Thế còn một cái này thì chiều dài của nó sẽ là 110 mọi người ạ. Một trăm mọi người nhá, chiều dài của nó sẽ là 100 và cái thân của nó được tạo nhám, đây mọi người có thể nhìn thấy này, tạo nhám cầm rất chắc chắn. Và quan trọng nhất đột tâm đó chính là cái đầu này, cái đầu này, đầu này nó làm rất đặc biệt bằng thép cứng luôn. Và nói chung PB Suitun thì khỏi phải nghĩ với cái đột này rồi mọi người ạ. Đấy, nó rất là nhỏ này thôi, tinh xảo, nhưng tôi vẫn phải nghĩ đến anh em làm cơ khí làm sao cho một cái đột tâm nó chính xác nhất và bền nhất. Thế còn cái đột bình thường, cái đột quạch cái là cái đầu nó tù mất rồi, không ăn thua gì cả. Và một cái này có giá chỉ có 190.000 đồng mà thôi mọi người ạ. Tôi về thử nghiệm hai cái, nếu anh em nào đặt nhiều thì tới đây tuần sau nữa lại về tiếp, là tôi sẽ cho về liên tục cái này nhiều hơn. Còn đây tôi đã thử nghiệm đấy, anh em làm cơ khí chẳng đang xem video này. Đấy, những anh khách hàng là của kênh Công Cụ TV, nếu mà cần cái này nhiều tôi sẽ gửi về mọi người nhé. 180.000 đồng một cái mã PB705-2 đột tâm rất chính xác. Đấy, hôm nay có món này mọi người ạ. Được không anh em?
rất xịn sò rồi. Phía trong này nhá là còn mấy cái kìm này là tôi chưa review cho anh em đâu, mẫu mới luôn đấy, nhưng mà chưa kịp review, hẹn video sau sẽ review. Anh em ơi cho xin một nút like và nút share mọi người nhá. Nếu đặt hàng hãy liên hệ với các số ở phía trên để được hỗ trợ. Rất là mong là sẽ mang đến cho anh em những sản phẩm nào tốt nhất, với giá tốt nhất và chất lượng ok nhất. Cảm ơn anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.